bạn cái cách mà mình đi test Covid nhanh mà không bị đau, mà không có bị chảy nước mắt gì hết không các bạn. Hôm nay mình test lần thứ 3 ở trên xã của mình. Thì cái cách mà test á, thì nói chung là hai lần trước mình test á, đều bị chảy nước mắt và đau và muốt lên tới trán. Nhưng mà lần này mình cảm giác rất là bình thường sau khi test. Như thế nào thì mỗi người đã có cái đã đi test rồi thì các bạn đã cảm nhận rồi, nhưng mà cái cách mà để chia sẻ cho mình không có bị đau, không bị buốt thì mình cũng chưa thấy, nhưng hôm nay mình đã cảm nhận được thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn nè. Thì trước đây mình đi test á, thì khi mà test á, các bạn trong người mình rất là sợ và mình có cảm, mình sợ nhưng mà mình thở bằng mũi. Thì các bạn biết khi mà đưa gọi như mình nói là cái bông đi, bông test đi, thì khi đưa lên mũi thì nó có cái cồn, thì khi mà mình thở ra thở vô vậy á các bạn, thì nó sẽ bị hít sâu lên là mình cũng hơi bị sốc, cũng khó chịu. Và khi lấy ra thì mình có cảm giác ví dụ như khi mà cồn cái lên rồi á, thì khi lấy ra mình rất là khó chịu, thì có cảm giác mình gồng, thì mũi của mình nó sẽ bị khép lại, thì khi rút cái cây ra thì mình khó chịu và cảm giác cũng bị đau. Còn tiếp theo nữa các bạn biết sao không? Còn khi mà các bạn test để không bị đau á, thì mình cũng vẫn thở bình thường nha các bạn, mà mình thở bằng miệng. Thì khi mà các bạn kéo khẩu trang xuống ngay miệng của mình rồi thì mình vẫn thở bình thường. Thì khi đó là bác sĩ sẽ lấy dịch trong mũi của mình, thì mình cũng vẫn bình thường, nhưng mà đừng có thở bằng mũi nha, thở bằng miệng. Thì lấy như vậy bác sĩ cũng rất là nhẹ nhàng luôn, và mình không có bị sốc cái cồn lên trên. Thì khi mà lấy ra rồi á, các bạn có cảm giác rất là bình thường, không có bị cồn lên, mà không có bị đau, mà không có bị rát gì hết á. Các bạn cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, tại vì bữa nay mình lấy hai lần bên mũi luôn, cho nên mình cũng cảm thấy lo, nhưng mà mình để mình thả lỏng cơ thể. Lần này mình quyết định mình không nín thở nữa, thì mình thở bằng miệng. Thì trước đây mình một lần thì mình nín thở để cho người ta lấy cho nó, để không mình thở một lần đầu thì mình hít lên sâu quá thì rất là khó chịu. Lần sau mình quyết định là mình không thở nữa, mình nín để cho người ta lấy. Nhưng mình nín như vậy á các bạn, mình cảm thấy khó chịu và hồi hộp, thì cơ mũi của mình nó bị khép lại. Thì khi rút cái bông thì rút cái bông test ra nó rất là khó, cho nên là khi đó là mình cảm giác là sau khi test là mình hơi rát đó nha. Cho nên là hôm nay là mình cái cách của mình là mình thở bằng miệng và mình thả lỏng người ra để cho bác sĩ test bình thường luôn, là khi mà rút bông test ra là bình thường luôn các bạn. Nó có cảm giác nói chung là không đau, không sốt, không gì, mà lấy được dịch rất là nhanh. Bác sĩ còn khen là ok, rất là tốt, chị giỏi lắm, làm y như vậy đó, lấy rất là nhanh. Là mình cảm thấy là hôm nay mình đổi về cái hướng một chút, nhưng mà nó không có đau, là mình cũng rất là vui. Cho nên là cách để cho mình đỡ sợ thôi các bạn. Chứ mỗi lần đi test nói chung là cảm giác lần trước mình cũng sợ, nhưng thật chất là do cái tâm lý của mình sợ, cho nên là bây giờ các bạn đừng có sợ, và nhớ kéo khẩu trang xuống miệng rồi bắt đầu mình thở bằng miệng, mình cứ thả lỏng bình thường ra là bác sĩ sẽ lấy dịch cũng rất là nhanh. Hôm nay test tới 2 mũi luôn á các bạn. Cho nên là mai mốt các bạn mà có đi test á, thì các bạn nhớ là làm cái cách y như mình chỉ á, là thở bằng miệng, mà mình thả lỏng cơ ra để cho người ta lấy dịch từ mũi ra, thì nó không có bị đau bị gì hết, là không có bị sốn bị gì luôn. Cảm giác nó là chịu được, nói chung là không có ra nước mắt rồi này kia, không có sặc luôn nè, rất là bình thường. Các bạn nhớ ủng hộ mình, đăng ký kênh và like chia sẻ. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã ủng hộ mình, để mình có thêm cái động lực để mình ra nhiều cái video và nhiều ý tưởng để gửi đến tất cả.